Kính chào quý bà con đã quay trở lại với kênh Nông nghiệp Mekong. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan một vườn đã lắp đặt hệ thống phun thuốc của MK ở Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ. Tổng vườn có 160 gốc sầu riêng 5 năm tuổi, mỗi cây đều bố trí 1 bếp ngọn, 4 bếp tán và 2 bếp trong thân. Dòng bếp ngọn và tán đang được sử dụng ở đây là dòng MK 88 30 lít trên giờ. Bếp có lưu lượng thấp nên sẽ cho ra các tia nước tơi mịn nhỏ và ướt đều, đồng thời tiết kiệm được lượng thuốc phun cho bà con nông dân. Tổng vườn có chiều dài là 450m, sử dụng máy bơm 3HP được đặt ở giữa vườn, dùng đồng hút là ống 60mm. Hiện đang sử dụng hai bộ lọc của MK. Tổng vườn 160 gốc được chia làm 4 pha xịt bằng hệ thống khóa van tay, tương đương là mỗi pha xịt gồm 40 gốc. Hệ thống có ống chính là ống PVC và dẫn vào bếp bằng ống nhựa PE, dùng dây PE 25mm để dẫn nước lên cây. Ở mỗi gốc sử dụng thêm một bộ lọc cặn tại gốc để tránh tình trạng nhạt bếp, giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn. Sau đó sẽ dùng thêm dây nhỏ 7mm để dẫn nước trực tiếp ra bếp phun. Việc sử dụng thêm bếp trong thân sẽ giúp cây ướt đều mặt trên và dưới lá, ướt đều thân cành hơn, từ đó tăng được hiệu quả quản lý sâu bệnh hại. Việc lắp đặt hệ thống phun thuốc tự động sẽ giúp bà con nông dân tiết kiệm được thời gian và công sức lao động, tăng độ đồng đều cho lượng thuốc của mỗi cây, từ đó giảm thiểu tình trạng lãng phí thuốc và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt khi lắp đặt hệ thống phun thuốc cũng đảm bảo được tính an toàn cho người sử dụng, giảm các nguy cơ ngộ độc và các vấn đề về sức khỏe cho bà con nông dân mình khi không tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu. Và nếu bà con nông dân còn tư vấn về hệ thống phun thuốc cho vườn, đừng ngần ngại liên hệ về với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn miễn phí. Cảm ơn quý bà con đã xem hết video. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe và canh tác thành công. Trân trọng kính chào.